Cái gì cũng thành trend, flex sự cố văn nghệ vẫn chưa có hồi kết. Lớp nào xu nhất đây? Thay vì khoe khoảnh khắc lung linh trên sân khấu, năm nay những tình huống giờ khóc giờ cười từ các tiết mục văn nghệ 20 tháng 11 đã bắt đầu trở thành trend. Bên cạnh những màn trình diễn đầy cảm xúc, những sự cố khó đỡ trên sân khấu cũng được các bạn học sinh chia sẻ rầm rộ. Đó là những khoảnh khắc quên động tác, đạo cụ mất tích giữa chừng hay là mất thăng bằng khi cố gắng thực hiện các động tác khó. Những clip này khiến người xem vừa lo lắng vừa không nhịn được cười. Bạn Nguyễn Văn Tài, học sinh lớp 12C4, trường Trung học phổ thông Ngan Dừa, tỉnh Bạc Liêu, có kỷ niệm khó quên khi biểu diễn văn nghệ trong tình hình thời tiết xấu. Mặt sân trơn trượt, kết quả bạn cùng đồng đội té ngã ngay. Bạn chia sẻ, mặc dù lúc té mình hơi bất ngờ nhưng sau khi xem lại thì cảm thấy khá vui. Mình nghĩ sự cố này giúp năm cuối cấp của mình thêm đáng nhớ. Dù vậy, nhưng bạn vẫn rất tự hào vì tiết mục của lớp được vào vòng chung kết. Nhiều người thì đùa rằng do các bạn uống nước mía trước khi diễn nên mới ra cớ sự như vậy. Câu đùa này xuất phát từ giới nghệ sĩ, vì tổ nghề sân khấu kiếm cơm bằng cách chống cây gậy mía đi mãi nghệ, nên các nghệ sĩ thường kiêng ăn mía, kiêng uống nước mía để tránh ảnh hưởng đến việc biểu diễn. Bởi vậy, các tiết mục nếu mà gặp sự cố thì sẽ đều được trêu là uống nước mía trước khi diễn. Lớp bạn có chót lỡ uống nước mía hay không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.